Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố thu hồi tài khoản từ thiện vĩnh viễn sau khi xây 15 căn nhà từ thiện. Giữa ồn ào của Hoài Linh vụ hơn 13 tỷ từ thiện, Đàm Vĩnh Hưng vừa lên tiếng thông báo chi tiết việc giải ngân số tiền anh kêu gọi ủng hộ người dân miền Trung trước đó. Nam ca sĩ chia sẻ, anh đã triển khai và đang thi công 15 căn nhà cho bà con nghèo miền Trung, Huế, Quảng Bình, Quảng Trị. Tính tới thời điểm hiện tại, bên Hưng đã hoàn thành được 3 căn nhà, mỗi căn trị giá hơn 62 triệu đồng. Hưng và ekip sẽ cố gắng hoàn thành số căn nhà còn lại trong thời gian sớm nhất có thể. Hưng cũng rất tiếc vì dịch bệnh diễn ra phức tạp, khiến việc thi công bị gián đoạn. Đây đều là những hoàn cảnh khó khăn mà bên Hưng phối hợp với chính quyền tìm hiểu để đảm bảo số tiền của các bạn ủng hộ đến đúng người, đúng việc. Sau trận lụt lịch sử vừa qua, điều bà con cần nhất là một mái nhà ấm áp, che mưa, che nắng. Toàn bộ số tiền cho dự án này đều được Hưng dùng từ số tiền 1 tỷ 431 triệu 768 ngàn đồng do khán giả đã quyên góp ủng hộ. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng chia sẻ, số tiền để xây 15 căn nhà là 930 triệu 150 ngàn đồng. Số tiền còn lại là 501 triệu 618 ngàn đồng. Số tiền này, Hưng dự định thời gian tới, khi những căn nhà này được hoàn thiện, Hưng sẽ bỏ thêm tiền túi vào mua một ít vật dụng, bàn ghế, giường tủ cơ bản để gia đình sinh hoạt thuận tiện hơn. Tiếp lời, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ để cộng đồng nhìn nhận lại hoạt động thiện nguyện của anh. Cụ thể, nam ca sĩ cho rằng một chương trình thiện nguyện cần thời gian đợi chính quyền xác minh hộ nào nghèo nhất, bị nặng nhất, xin giấy phép, thủ tục xây dựng nhà. Xây một căn nhà mất bao lâu mà 15 căn rải đều 3 vùng, Huế, Quảng Trị, Quảng Bình. Việc phải xây trong bối cảnh dịch bệnh tràn lan và lệnh cấm tụ tập liên tục được ban ra. Mỗi lần như vậy, có lần là thời gian ít nhất từ 15 ngày, nhiều nhất là 1 tháng, thì việc gián đoạn là không thể tránh khỏi. Chưa kể công nhân nơm nớp lo sợ và hủy, không nhận tiếp tục công việc nữa. Tôi không muốn chống lệnh nhà nước để ngoan cố tụ tập người để xây cho bằng được. Hơn nữa, ai cũng muốn giữ mạng sống cho mình và cho gia đình mình. Tôi cũng vậy thôi. Nếu muốn rũ bỏ trách nhiệm mà chuyển khoản đại cho các hội đoàn để phát đều cho bà con, thì lại không đúng mong muốn ngay từ đầu của mình là sửa nhà, xây nhà và lại làm sai lời nói với mọi người. Ai cũng muốn trao trực tiếp cho dân. Tôi không sai điều này đúng không? Nên các chương trình từ thiện trước đây, tôi đều luôn có mặt tại hiện trường. Nhưng dịch kéo dài, lúc hết, lúc tái diễn, khiến cho bao nhiêu thứ phải đình trệ. Đặc biệt, Đàm Vĩnh Hưng cũng tuyên bố ngưng vĩnh viễn việc kêu gọi quyên góp. Sẵn đây, Hưng cũng xin khẳng định chắc chắn lại một lần nữa là Hưng chính thức ngưng vĩnh viễn việc kêu gọi đóng góp như trước đây nữa. Hưng sẽ tự làm theo tiền cá nhân mình và bạn bè thân thiết gom lại với nhau, có bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Có duyên gặp được hoàn cảnh nào thương tâm thì giúp trực tiếp và cũng không cần ai biết hay nêu tên. Nên số tài khoản từ thiện của Hưng sẽ được thu hồi lại. Mong mọi người không gửi, không đóng góp gì vào nữa nhé. Trước đó, dân mạng xôn xao bàn tán về chuyện nghệ sĩ làm từ thiện. Riêng Đàm Vĩnh Hưng khẳng định, ai nói sai, làm bậy chắc chắn sẽ nhận lấy nghiệp do chính người đó tạo ra, nhất là với việc từ thiện. Tôi luôn luôn dặn dò cả công ty hay bạn bè thân thiết rằng, những đồng tiền từ thiện, ai mà ăn hay gian dối thì sẽ phải trả đến đời con đời cháu vẫn không hết. Mình chưa từng có một phút nào hổ thẹn với lương tâm và trời đất, mình cứ làm đúng trước đã. Được biết, đoàn hỗ trợ của Đàm Vĩnh Hưng đã trực tiếp tiếp lửa cho tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Điện Biên chống dịch Covid-19. Theo Đàm Vĩnh Hưng, số tiền hơn 300 triệu đồng từ cộng đồng chung tay ủng hộ đã được chi cho Nậm Bồ, Điện Biên 160 triệu đồng. Nam ca sĩ cho biết, số tiền còn lại sẽ dùng để mua những bộ kit kiểm tra Covid-19 vì khu vực này đang bị thiếu. Đàm Vĩnh Hưng nói thêm, việc anh sẽ thẳng tay xóa những lời bình luận với lời lẽ bất lịch sự.